Xin chào những người anh em mang dòng máu kỳ đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin hôm nay. Mệnh lệnh phải thắng. Để gia tăng cơ hội giành vé vào vòng knockout Champions League, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag cần đánh bại FC Copenhagen trong cuộc tái đấu trên sân Parken vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai. Đại diện Đan Mạch đã có màn trình diễn ấn tượng trước MU ngay tại sân Old Trafford. Thế nhưng, họ vẫn phải ra về tay trắng vì sự xuất sắc của cả hai cá nhân Harry Maguire và Andre Onana. Cựu thủ quân kỳ đỏ hồi sinh mạnh mẽ, không những chỉ huy hàng thủ tốt mà còn dâng cao đánh đầu ghi bàn trong bối cảnh thế công của MU đang bế tắc. Đúng phút bù giờ, Copenhagen được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Larsson đã không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Andre Onana. Với chiến thắng nhọc nhằn ấy, MU tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 ở bảng A với 3 điểm. Ngoại trừ Bayern Munich vượt trội, cơ hội vẫn chia đều cho toàn quân của huấn luyện viên Ten Hag, Galatasaray và Copenhagen. Tinh thần của Quỷ Đỏ được cải thiện đáng kể trước chuyến hành quân đến đất nước Đan Mạch. MU vừa khuất phục Fulham nhờ siêu phẩm ở phút bù giờ của Bruno Fernandes. Tan trận, hầu hết thành viên đội bóng còn đi ăn tối cùng nhau nhằm tăng tính gắn kết. Đó là tín hiệu tích cực giúp huấn luyện viên Ten Hag rũ bỏ những áp lực phải chịu gần đây. Rõ ràng, việc thiếu vắng những trụ cột dưới hàng thủ cộng thêm phong độ thất vọng của Rashford, Anthony hay Bruno Fernandes khiến MU bết bát kể từ đầu mùa. Tuy thế, giờ là lúc họ chiến đấu vì vận mệnh của đội bóng. Điều cần thiết nhất lúc này chính là kết quả. Thêm một chiến thắng nữa trước Copenhagen để tăng cơ hội giành vé đi tiếp. Về phần Copenhagen, họ vẫn đang thi đấu rất tốt tại giải quốc nội. Kiếm được 32 điểm sau 14 vòng đấu, họ toàn thắng 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đương đầu với Quỷ Đỏ sẽ là thách thức lớn vì nhà vô địch Đan Mạch chưa thể đánh bại bất kỳ đội bóng Anh nào trong 10 cuộc chạm trán gần nhất tại Cúp châu Âu. Anh em dự đoán kết quả trận đấu này sẽ như thế nào nhỉ? Đội hình chính thức đấu với Copenhagen. Man United vừa công bố 23 cầu thủ sẽ hành quân tới Đan Mạch để chạm trán Copenhagen ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League. Raphael Varane hy vọng sẽ trở lại đội xuất phát sau khi liên tục bị bỏ rơi thời gian qua. Dù vậy, trung vệ người Pháp vẫn thể hiện thái độ hết sức chuyên nghiệp. Marcus Rashford cũng đã trở lại sau khi vắng mặt ở trận thắng Fulham. Tuy nhiên, anh cần cải thiện phong độ. Scott McTominay đóng vai trò quan trọng trong thời gian gần đây trong bối cảnh Casemiro sa sút. Ở trận đấu này, Casemiro cũng sẽ không theo chân đồng đội do thủ án treo giò. Atay Bayendia vẫn chưa có màn ra mắt màn rượu đất, trong khi Andre Onana vẫn đang chơi hay nên có thể anh sẽ lại bắt chính. Dalot khả năng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò hậu vệ cánh trái. Ngược lại, Anthony có nguy cơ bị đẩy lên băng ghế dự bị. MU đang có 3 điểm sau 3 lượt trận, kém Galatasaray 1 điểm và Bayern Munich 6 điểm. Đường chính thức của MU đối với Copenhagen bao gồm ở vị trí thủ môn Andre Onana, Bataillandia và Tom Heaton. Hậu vệ là sự góp mặt của Dalot, Ivan, Lindelof, Maguire, Reguilon, Varane và Aaron Wan-Bissaka. Hàng tiền vệ là sự góp mặt của Amrabat, Eriksen, Bruno, Hanneman, McTominay và Mason Mount. Tiền đạo là nơi có sự hiện diện của Garnacho, Anthony, Fosson, Højlund, Martial, Belletti và Marcus Rashford. Ten Hag né việc nói về Anthony. Tờ United Focus trích dẫn phát biểu của Ten Hag, trong đó vị huấn luyện viên người Hà Lan đã lảng tránh khi được hỏi về phong độ của Anthony. Trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Man United, Erik Ten Hag đã nỗ lực chiêu mộ Anthony và khiến Quỷ Đỏ phải chi ra 100 triệu euro cho Ajax để có ngôi sao người Brazil. Nhưng rõ ràng, những gì Anthony thể hiện cho đến nay thật sự đáng thất vọng. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi đã ghi 4 bàn ở Premier League mùa trước, nhưng mùa giải năm nay vẫn chưa ghi được bất kể một bàn thắng nào cả. Anh cũng chưa có màn trình diễn hay khoảnh khắc tích cực đáng nhớ nào. Việc Ten Hag không đề cập đến màn trình diễn của Anthony từ đầu mùa nói lên rất nhiều điều về phong độ của cầu thủ người Brazil. Dù Anthony chơi không tốt, anh vẫn được vị huấn luyện viên người Hà Lan tin dùng. Đó là điều khiến Fernando Pellegrini phải thất vọng nhiều và khó hiểu, bởi tuyển thủ Uruguay đã tạo ra tác động lớn khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Fulham. Bão chấn thương vẫn càn quét MU. Thông qua MU TV, huấn luyện viên Ten Hag cập nhật tình hình không mấy tích cực về lực lượng của đội bóng. Marcus Rashford đã bỏ lỡ thắng lợi 1-0 của Man United trước Fulham, nhưng có thể sẵn sàng thi đấu vào giữa tuần ở Đan Mạch. Trong khi đó, Harry Maguire chưa trọn vẹn trận đấu ở London, nhưng được cho là gặp vấn đề về thể trạng. Dù vậy, hậu vệ người Anh vẫn cảm thấy thoải mái và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu ở trận lượt thứ tư vòng bảng Champions League. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Copenhagen, Ten Hag cho hay: "Chúng tôi đã thực hiện tất cả các quy trình trong suốt trận đấu
và sau trận đấu để đảm bảo rằng Maguire sẵn sàng thi đấu. Không có vấn đề gì cả. Rashford thì đã bỏ lỡ một trận đấu, một cú va chạm nhỏ, nhưng cậu ấy đã trở lại 100%. Dù vậy, Ten Hag cũng thừa nhận, chúng tôi có một số lịch trình thời gian cho các cầu thủ, nhưng thật khó để mong đợi, vì họ, những cầu thủ đang chấn thương, có thể gặp khó khăn trong lúc hồi phục. Lisandro Martinez và Casemiro đều chấn thương nặng. Tôi không mong đợi họ sẽ trở lại trước Giáng sinh. Tiếp theo, Malaysia, Luxor và Ahmad Diallo cũng đang dính chấn thương, còn Jadon Sancho bị gạch tên khỏi đội hình. Sir Jim đang bành trướng ở MU. Theo Football Insider, Sir Jim Ratcliffe muốn mua lại thêm 2 câu lạc bộ nữa trong vòng 2 năm tới sau khi tiếp quản Man United. Sir Jim Ratcliffe đã tiến rất gần đến việc mua lại 25% cổ phần của Man United. Tỷ phú này dự kiến sẽ điều hành mảng bóng đá tại sân Old Trafford nếu như quá trình này hoàn tất. Theo Football Insider, Ratcliffe đang lên kế hoạch để mua thêm 2 đội bóng nữa trong vòng 12 đến 24 tháng tới sau khi mua lại thành công Quỷ Đỏ. Ông muốn phát triển mô hình đa dạng câu lạc bộ để cạnh tranh với Man City. Hiện tại, MU không thể ký hợp đồng với các cầu thủ U18 quốc tế do các quy định về giấy tờ lao động từ khi nước Anh rời khỏi EU, và điều đó đang ảnh hưởng lớn đến khả năng tìm kiếm các viên ngọc thô của Man United. Một nguồn tin uy tín đã nói với Football Insider rằng những người đứng đầu của Quỷ Đỏ hiện đang cảm thấy rằng họ đang làm việc với một tay bị trói sau lưng. MU đã tụt lại phía sau so với Brighton khi đội bóng này tận dụng được mối quan hệ với câu lạc bộ Union Saint Gilloy ở Bỉ để chiêu mộ và phát triển những tài năng trẻ. Mô hình của hai đội bóng RB Leipzig và RB Salzburg cũng sẽ là thứ mà Ratcliffe hướng đến trong tương lai. MU nhận hết giá 50 triệu. Theo Calcio Mercato, Manchester United nhận cú hét giá trên thị trường chuyển nhượng khi câu lạc bộ tìm cách tăng cường chiều sâu đội hình. Chelsea và Man United sẽ tìm cách tăng cường chiều sâu đội hình vào tháng 1 hoặc kỳ chuyển nhượng mùa hè tới sau khởi đầu chậm chạp ở mùa giải năm nay. Một cầu thủ được MU và Chelsea thể hiện sự quan tâm là hậu vệ cánh Denzel Dumfries của Inter Milan. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào để ký hợp đồng với Dumfries đều có thể bị ngăn cản bởi Inter khi câu lạc bộ Serie A yêu cầu mức giá béo bở trên thị trường chuyển nhượng. Theo Calcio Mercato, Inter đã đưa ra mức giá yêu cầu là 43 triệu bảng, tương đương với khoảng 50 triệu euro cho hậu vệ cánh 27 tuổi này. Dumfries hiện còn 2 năm trong hợp đồng tại câu lạc bộ, nhưng đội bóng Italia hy vọng thuyết phục cầu thủ người Hà Lan ký một thỏa thuận mới. Cả Man United và Chelsea đều gặp phải thất bại khi theo đuổi Dumfries vào mùa hè. Lúc hậu vệ cánh này khẳng định anh sẽ ở lại Italia. Sau 109 lần ra sân tại Inter, cầu thủ người Hà Lan đã ghi được 9 bàn thắng và 18 đường kiến tạo. Thành tích ấy giúp anh trở thành một trong những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất ở châu Âu. Ten Hag đã làm được điều kỳ diệu. Trao đổi với Be My Bet, cựu cầu thủ Paul Parker đã đưa ra những nhận định đáng chú ý xoay quanh đội bóng cũ của mình. Nhận định về việc nhà Glazer chỉ chấp nhận bán đi 25% cổ phần, Paul Parker cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến huấn luyện viên Ten Hag. Cựu cầu thủ người Anh chia sẻ, nhà Glazer vẫn luôn tham lam. Họ muốn giữ đa số cổ phần và chỉ bán đi thiểu số. Điều này sẽ không giúp ích gì cho Man United. Liệu nó có tạo ra những tin đồn về Erik ten Hag hay không? Chúng ta đã đặt ra đủ những câu hỏi như thế. Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm vậy. Thành thật mà nói, Ten Hag đang dẫn dắt một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và ông ấy muốn đạt được một điều gì đó. Nhưng hiện tại, Ten Hag không thể làm được điều này ở Man United. Ten Hag đã tạo ra những điều kỳ diệu ở mùa trước, nhưng liệu ông ấy có thể tái hiện điều đó vào mùa giải năm nay hay không? Liệu Ten Hag có thể đảm bảo một suất tham dự Champions League và lọt vào top 4 hay không? Ông ấy không thể làm điều đó, không phải với đội hình hiện tại. Và Ten Hag biết rõ điều này. Các cầu thủ cũng vậy. Hầu hết các cầu thủ sẽ không tiến bộ. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.